Thầy sẽ giới thiệu một chút về cái API bằng Node.js nhé. Thế thì chúng ta sẽ dùng, quan trọng nhất ấy là ở đây người ta có cái, nghĩa là bản chất ấy, khi bạn viết API thì chúng ta có thể dùng bất kỳ một con một cái ngôn ngữ nào mà viết cho server, đúng không? Thì các bạn có thể dùng các ngôn ngữ như là có thể dùng Java này, đúng không? Viết server cũng được, đúng không? Có thể dùng C Sharp này, có thể dùng PHP này, và có thể dùng Node.js, đúng không? Phổ biến là mấy cái đó, đúng không? Thì cái này người ta dùng là để viết API. Thế nhưng mà API thì nó mới chỉ là API, nó chưa có phần kết nối. Bây giờ các em cần phải có cơ sở dữ liệu để kết nối, đúng không? Thì phải có một cái cơ sở dữ liệu ở đây. Cái cơ sở dữ liệu ấy thì các bạn sẽ phải dùng một số những cơ sở dữ liệu mà người ta hay hay sử dụng bây giờ hiện nay, thì ví dụ như là ta có là cái gì nhỉ? MongoDB đúng không? MongoDB này. Rồi thì Firebase. Đúng không? Rồi thì SQL Server. Rồi thì MySQL. Nó nhiều lắm, đúng không? Nhưng không phải là SQLite nhé, SQLite không dùng được nhé. Đấy. Thế trong trường hợp này thì cái phần PHP thì thầy đã demo cho bạn trước rồi. Hôm nay phần thầy sẽ hướng dẫn các bạn qua về cái phần bằng Node.js kết hợp với lại gì? MySQL nhé. Thế đầu tiên đây thì các bạn cần có cái database, đúng không? Cần có cái database này. Thì bước 1 là phải đăng ký database. Bước 1 là phải đăng ký cái database DB online chẳng hạn, đúng không? Thì có một cách rất là đơn giản, các bạn vào đây chúng ta đăng ký một cái account tên là free này. Đấy. Free tech này, bạn vào cái trang free tech freedb.tech này, chúng ta đăng ký nhé. Thì đây chính là cái thông tin database mà thầy đã tạo được chưa nhỉ? Trên cái trang này. Trên trang này đó. Rất nhiều cái database đấy, nhưng mà em có thể đăng ký một trong những cái đó. Thế sau khi mà đăng ký được database thì nó có thông tin rồi, thì bạn cần có một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu để bạn đăng ký, để bạn đăng nhập, đúng không? Thế bây giờ chúng ta muốn có hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì chúng ta có thể vào cái trang này. Nhưng mà rất tiếc hôm nay nó bị lỗi trang này này, đúng không? Cái trang php.myadmin.co thì đấy. Các bạn đăng nhập với cái tài khoản mà chúng ta vừa mới 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 được cấp. Đây tài khoản trên FreeDB này này. Chúng ta lấy thông tin hot đưa vào đây nhé. Chúng ta lấy thông tin về 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 user ta đưa vào đây, và thông tin về password ta đưa vào đây, đúng không? Sau ta đăng nhập thì nó sẽ vào cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đúng không? Thế đây trường hợp như này, nếu mà nó lỗi thì ta làm như thế nào? Lỗi thì chúng ta tìm một cái cơ sở dữ liệu, tìm một cái hệ quản trị khác. Ví dụ chúng ta có ghi là MySQL này, MySQL management management đúng không? Tool đấy. Thì nó có một loạt những cái công cụ management tool này chúng ta có thể tham khảo, ví dụ như là MySQL Workbench đúng như nhỉ, hoặc là các cái công cụ rất đầy rất nhiều công cụ này, bạn có thể dùng công cụ nào cũng được nhá. Ví dụ bạn dùng công cụ MySQL Workbench thì bạn phải download về, đúng không? Bạn download cái tool này về, đúng không? Giống như thầy dùng MySQL Workbench thì thầy phải download cái tool này về, sau đó thầy mở ra này, sau đó thầy sẽ tạo một cái connection mới này. À, connection mới thì đây thì nó sẽ phải vào cái chỗ này. Connection mới chỗ nào nhỉ? Đây. Đây, chúng ta sẽ phải vào cái connection mới này. Đấy, cái này này. Sau bạn sẽ nhập thông tin vào đây. Ví dụ bạn đặt tên connection đây này, sau đó copy các thông tin này vào nhé. Ví dụ như chúng ta vào đây ta copy này. Copy cái thông tin hot này vào, đúng không? Ta đưa vào đây. Đó. Cổng thì giữ nguyên này, user thì chúng ta sẽ lấy cái username này. Control C ta đưa vào đây. Đúng không? Và pass. Đấy, password thì chúng ta sẽ nhập cái password vào đây. Ta lấy cái password này, đúng không? Vào đây. Yeah. Sau đó chúng ta sẽ gõ tên một cái tên bất kỳ vào đây, tên gì cũng được, đúng không? Sau đó chọn test connection, đúng không? Nếu nó ok thì là được, đúng không? Và cuối cùng sau đó chúng ta sẽ, sau khi thành công rồi như thế này là thành công này, chúng ta tích vào đây, đúng không? Đấy, thế là đợi nó một chút để cho nó mở ra, đúng không? Đấy.
Đấy thì nó vào đến chỗ này, đúng không? Nếu ta muốn xem cái database thì chúng ta sẽ vào cái mục này, đúng không? Mục scheme này, và chúng ta sẽ mở cái database này ra. Thì chúng ta sẽ có các bảng dữ liệu đã tạo. Thì các bạn có thể thao tác giống như trên SQL Server ở đây, bạn có thể tạo các bảng dữ liệu như thế nào tùy nhé. Đây, các thông tin như này. Ví dụ thầy truy vấn cái bảng này, bảng sinh viên, thì thầy sẽ có một cái các cái dòng dữ liệu đây nhé. Các bạn có thể thêm bớt hoặc như thế nào thì các bạn có thể thực hiện trên công cụ này nhé. Thế đây là thầy đang, bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là thầy sẽ đọc cái bảng dữ liệu này bằng Node.js. Đọc cái bảng dữ liệu này bằng Node.js. Bằng PHP thì biết rồi đúng không? Thế bằng Node.js thì đọc thế nào? Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ các bạn sẽ mở cái Visual Studio Code ra nhé. Chúng ta sẽ thêm một cái file mới vào đây. Các bạn sẽ ghi là chỗ nào đây, thêm một file mới vào đây, new, hay là thêm một hẳn một cái thư mục mới đi. Đây, thêm vào đây nhé, thư mục mới này, API đúng không, node. API đâu? Đây, thế bây giờ thấy thêm một cái file mới vào đây. Các bạn ghi là API 1 chẳng hạn .js. Đấy. Thế thì các bạn phải cài cái express ở đây đúng không? Muốn cài ta có gì đây? npm gì đấy đúng không? npm instance đó, các bạn sẽ ghi là express đúng không? Các bạn muốn cài cái gì các bạn copy những cái dòng này vào. Muốn cài MySQL thì chúng ta cũng có ở đây, nó MySQL ở đây đúng không? Đấy, vân vân nhá. Đấy, sau khi cài xong rồi đúng không, thì chúng ta mới gõ code thì chúng ta sẽ thực hiện này. Ta sẽ có các bước như sau. Bước 1 đúng không, là chúng ta sẽ chúng ta sẽ có này, va này, express này, đó, sẽ bằng gì đây, require, các bạn sẽ truyền đây là gì, là express, ok chưa, va này, đúng không, app, sẽ bằng gì đây, express. Đấy. Cái đoạn này là chúng ta sử dụng cái thư viện express đúng không, đấy. Tức là cái đoạn này là khai báo các thư viện này. Sau khi làm xong cái đoạn này rồi thì chúng ta đến một cái bước là chúng ta đọc dữ liệu đúng không, và chúng ta xử lý thì ta sẽ xử lý ở đây. Đoạn trên này sẽ là chúng ta sẽ gì, đọc dữ liệu này, đọc dữ liệu đó. Từ gì, từ cơ sở dữ liệu MySQL đúng không, đúng chưa nhỉ. Trong đoạn cuối cùng này thì chúng ta sẽ ghi là sẽ trả về kết quả đó. Thế để mà đọc dữ liệu ấy, thì các bạn sẽ khai báo thêm cho thầy một cái va vào đây là kết gì, kết quả bằng đúng không, giữ nguyên này đúng không. Thế trả về kết quả rồi thì chúng ta sẽ in ra màn hình như thế nào các bạn, chúng ta sẽ có app.get này đúng không, trả về cái thư mục gốc của nó thì là cái dấu sổ chéo này đúng không. Các bạn muốn gọi đến thằng nào thì các bạn có thể thêm một cái đuôi vào đây đúng không, chứ mà em không muốn gọi thì thôi, thì các bạn sẽ ghi function ở đây đúng không. Ở đây sẽ là gì, request và gì, get gì, report. Đây. Ok chưa, đây, request, report. Rồi, thế trường hợp này thì các bạn muốn in ra cái gì? Có lẽ là cái này không cho viết thế này. Rồi. Chúng ta muốn in ra cái gì, chúng ta dùng red thì respond đúng không? Chấm. Chúng ta muốn đẩy kết quả ra cái gì thì ta ghi vào đây, đó chứ nhỉ? Thì giả sử chúng ta send đúng không? Send cái gì vào đây thì chúng ta đưa kết quả vào đây đúng không? Ví dụ các bạn muốn send cái KQ vào đây thì nó sẽ hiển thị dữ liệu đây nhé. Đây. Thì đây là phần trả về kết quả này. Đây là bước 1 nhé. Bước 1 là cài đặt thư viện này. Ta sẽ có bước 1 là cài đặt. Thư viện đúng không?
Bước 2 là khai báo đối tượng express. Bước 3 là gì? Đọc dữ liệu từ cơ sở liệu MySQL. Bước 4 là trả về kết quả, đúng không? Thì chúng ta sẽ có app.get, ok chưa? Và chúng ta sẽ function request response và chúng ta sẽ red.send. Ok. Bước số 5 là chúng ta gì? Đưa lên cái giao thức hay gì HTTP, đúng không? HTTP. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có var server sẽ bằng gì các bạn? App.list gì? Listen. Ta có thể dùng cái cổng là 3000 hoặc cổng 8000, đúng không? Cổng bao nhiêu cũng được, đúng không? Và chúng ta sẽ có function. Ok chưa? Đấy. Thế function ở đây chúng ta có var này. Var hot, đúng không? Sẽ bằng gì đây? Server chấm gì đây? Chấm address, đúng không? Ta lấy địa chỉ của nó. Đúng không? Chỉ va chấm gì? Address. Đúng không? Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có var port sẽ bằng gì? Server chấm gì đây? Port address này. Và chấm gì? Chấm port. Đó chưa nhỉ? Cổng đúng không nha? Chúng ta sẽ có console chấm log. Các bạn sẽ ghi thông tin ở đây đúng không? Server đang lắng nghe ở, đúng không? HTTP số chéo. Ok chưa? Ta có này cái gì đấy, các bạn ghi là phần trăm s này, hai chấm phần trăm s, đúng không? Và chúng ta sẽ phải hot là gì? Port, đúng không? Phải hot và phải vì port nhé. Đấy thì chúng ta sẽ ra được cái thông tin là server nó chạy, đúng không? Đó, bây giờ nếu mà chạy được thế này thì là ok này. Bây giờ giả sử thầy ghi thông báo, chẳng hạn thầy ghi thông báo là, đúng chưa? Đây là kết quả trả về. Đó. Thì bây giờ ta chạy thử cái này nhé. Các bạn sẽ có nốt này. Các bạn sẽ ghi là nốt, đó, kéo cái này vào đây. Enter. Đấy, như vậy là cổng 8000. Bây giờ chúng ta muốn chạy, ta gõ localhost ở đây. Localhost cộng mấy? 8000, đúng không? Thì đấy, đây là kết quả trả về. Nhưng đây không phải là nội dung chúng ta muốn đọc, mà chúng ta muốn đọc gì? Từ cơ sở dữ liệu, đúng không? Như vậy muốn đọc từ cơ sở dữ liệu thì ta làm như thế nào? Thì ta tắt cái này đi. Ctrl C này. Bây giờ ta tắt này, ta sẽ lấy cái đọc từ cơ sở dữ liệu mới quan trọng này. Thì chúng ta sẽ có này. Và my SQL mock sẽ bằng gì đấy? Require my SQL, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ có va connection, đúng không? Connection sẽ bằng my SQL.create connection. Ok chưa? Tức là kết nối với cơ sở dữ liệu, ok chưa? Thế thì ở cái phần này chúng ta sẽ có một loạt các tham số như thế này, đúng không? Tham số đầu tiên là tham số hot. Đúng không? Hot. Hot là cái gì? Sau chúng ta phẩy này. Chúng ta sẽ có cái này. Phẩy này, đúng không? Tham số thứ hai là tham số user, đúng không? Chúng ta có cái này, phẩy này. Tham số thứ ba là tham số password. Đúng không? Có cái này. Phẩy tiếp này. Và tham số cuối cùng là gì? Database. Đấy, đây là các cái tham số mà chúng ta cần, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ copy bên này. Các bạn sẽ vào cái chỗ thứ nhất là hot, là cái này đúng không? Thứ hai là gì đây? Có database không? User path đúng không? User. User này. Path này. Và DB. Đấy. Thì đây là cái thông tin kết nối với database, đúng không? Bây giờ ta thực thi kết nối này, chúng ta sẽ có connection chấm gì đây? Con gì? Connect.
Thế thì ở đây chúng ta sẽ có thể xảy ra gì? Xảy ra lỗi đúng không? Và chúng ta sẽ trả về nó cái đoạn này đúng không? Chúng ta sẽ có if error thì chúng ta đón về cái gì? Đón về cái lỗi error đúng không? Và chúng ta sẽ có connection chấm que gì? Query. Ok chưa? Các bạn sẽ có select sao from bảng dữ liệu ta đang lấy cái bảng nào đây? Ta lấy cái bảng là bảng sinh viên đi nhé, sinh viên này, viết cho chính xác. Chúng ta sẽ có cái bảng đây là sinh viên. Đấy. Ok, truy vấn xong rồi thì chúng ta sẽ trả về một cái hàm có thể là có lỗi này, có thể là có và có kết quả này, result. Và có các trường dữ liệu. Đúng không? Đấy. Rồi. Như vậy có thể lỗi này, có sinh ra lỗi, có sinh ra kết quả và nó có thể trả về các cái trường dữ liệu đúng không? Thế thì ta lại có, nếu có lỗi thì chúng ta lại trả về lỗi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ có kết quả thì các bạn sẽ có kết quả ở trên đúng không? Nhận giá trị bằng json. Đúng không? Chấm string. Đấy, và chúng ta sẽ truyền ở đây là gì? Result. Đấy. Ok chưa? Thế thì nó sẽ trả cho các bạn về, bạn có thể in ra luôn là console chấm log. Chúng ta cũng truyền về cái kết quả ở đây nhé. Thế trường hợp này bây giờ ta chạy lại thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chạy lại này. Ta sẽ đây. Đấy, nó chạy trả về cái json này đúng không? Thế bây giờ bạn gõ lại chỗ này đi. Chỗ này nhé. Đúng không? Như vậy trả về bạn đúng cái phần json bạn muốn đúng không? Và đây là cái API mà thực hiện đúng như thế đúng không? Các bạn muốn nhìn rõ hơn, nó đẹp hơn thì chúng ta có thể vào là gì đây? JSON này, formatter, đấy, các bạn sẽ kích vào đây, đúng không? Sau đó ta copy, paste vào đây, nhá, paste vào đây này, chúng ta sẽ kích vào đây, format này, đấy, thì nó sẽ có cái hình ảnh này, đúng không? Đây này, đấy. Cái này có giống như cái bảng này không? Giống không? Đúng chưa? Đúng rồi, đây đúng không? Đây này. Giống như cái này đúng chưa? Như vậy ta đọc dữ liệu từ đây và ta chuyển sang đây, có chưa nhỉ? Và đây là cái cấu trúc của nó nhé. Cấu trúc này của nó này. Đấy, như vậy là ra được cái API bằng Node.js. Và bạn có thể dùng Android để bạn đọc cái dữ liệu này, có chưa nhỉ? Như vậy không bất cứ là bạn dùng cái API bằng cái gì thì bằng, nhưng miễn là nó trả về cho bạn cái định dạng này là ok đúng không? Trả về cho bạn định dạng này là ok nhé. Thế thôi. Còn nếu bạn muốn gọi theo kiểu cái dữ liệu này em muốn trả về là gì đây? Trả về theo đường link, ví dụ như chúng ta sẽ có là select all đúng không? Select all chẳng hạn. Lưu lại cái này đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải chạy lại đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ ghi đây là gì thì nó mới ra đúng không? Đấy, như vậy sẽ trả cho bạn này cái tên API này như thế đúng không, và trả về cho bạn đúng cái phần dữ liệu bạn muốn nhé. Đó là cách chúng ta viết một cái API bằng Node.js. Đó chị nhỉ? Và thầy phân ra những cái phần phân ra những cái vùng dữ liệu đây, vùng này là cái vùng đọc dữ liệu này, nó vùng này là cái vùng kết quả trả về này, vùng này là vùng đưa lên giao thức HTTP này. Rất là rõ ràng như thế. Ok.